À, vâng, xin trân trọng mến chào quý vị đến với kênh YouTube Google Around TV. À, kính thưa quý vị, hôm nay mình lại dẫn quý vị chúng ta đi tham quan một vòng, nhìn lại cái cảnh quan của đường phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. À, bên dòng Hương Giang tuyệt đẹp của Huế như thế nào? À, có lẽ là quý vị biết được rằng trước mặt chúng ta là cái gì? Cái nhà hàng nổi sông Hương, quý vị. Bây giờ thấy nó cũng rất là hoàn tráng đấy quý vị ha. Bên cạnh ngoài này quý vị thấy người ta làm cái cổng, cái hoa văn giống như một cái hoa sen đang nở bên dòng sông Hương lững lờ. Và những cái con thuyền nhẹ nhàng đang đưa khách lướt trên cái dòng sông mà hồi xưa vua chúa thường hay vào mùa hè là ra nghe nhạc gọi là thuyền rồng ha. Bây giờ chúng ta cùng đi vào tiếp đấy quý vị. Rồi quý vị thấy đây là con đường đi bộ mà người dân cũng đang thư thả sau một ngày làm việc vào buổi tối ấy, đi bộ để vừa đảm bảo thể dục thể thao sức khỏe, vừa giải trí, rồi đồng thời là chơi thể dục thể thao nữa. Quý vị thấy trên phố đi bộ có cái cân điện tử này, ai muốn kiểm tra trọng lượng vào cân người mình nhé. À, ngoài kia là đường Lê Lợi quý vị. Chúng ta thấy cái tòa nhà cao cao đó chính là khách sạn Hoàng Đế đó quý vị. Rồi quý vị thấy hoàn cảnh trên phố đi bộ ban đêm có đẹp không? Rồi quý vị thấy trên cầu Trường Tiền người ta đang treo những cái đèn hoa văn trang trí cho cái festival 28 quý vị. Rồi, rất là mát, quý vị thấy là gió nhà hiu hiu. Rồi nhìn lên trời là có trăng quý vị. Bây giờ trăng này không biết hôm nay ấm là mấy. Nhưng mà trăng này tôi đoán tầm cỡ mùng 7 mùng 8 ấy. Đó, phía trước quý vị thấy là có những nhóm sinh viên đang chơi nhạc ca hát với nhau. Làm sôi động cả một cái khu phố. Rồi quý vị thấy thuyền rồng đây đang đưa khách ra sông đây. Nhìn dòng sông rất là màu sắc, quý vị thấy là do cái ánh điện màu sắc bên trên cầu Trường Tiền tỏa xuống ấy. Cái này là cây. Thầy quý vị thấy đoàn này đông người cho quý vị. Quý vị tại đây có cái xe bán đồ ăn uống ngon chưa? Biết cái món gì đây? Những cái sâu đồ làm đồ ăn chuẩn bị sẵn rồi này. Nhìn hấp dẫn quá. Không biết món gì luôn. Cũng chưa bao giờ ăn. À, cái xe kem ốc quý vị. Quý vị thấy trên kia là cầu Trường Tiền này đúng không? Ở dưới này có chai hàm nữa. Đây quý vị này.
Chè hèm, trang tiền, gia truyền, 20 món, chù. Chè hèm là bán trên đường Hùng Vương quý vị, mà người ta đem xuống đây bán đặc là một chủ đấy. Trời, đây có những cái món ăn nhìn chảy nước miếng như quý vị này. Trời, đây có da ua rồi gì nữa đây, da ua sữa chua gì đây, nhiều thức ăn quá, rất nhiều cái món ăn được bán ở đây quý vị. Ốc. Bên kia người ta còn bán nó là bún nữa quý vị này. giò heo. Rồi bên cạnh đó người ta còn bán bánh gì đấy, bánh bèo để đó những cái chạng nhỏ nhỏ đấy. Rồi bình lọc nằm nữa, cũng giờ cái chỗ này tha hồ mà ăn luôn quý vị. Bên này cũng có ốc nữa, thêm nữa quý vị nha, nhưng mà tôi nhìn tí đi quay cái đã. Đây cái quán chè hẻm gia truyền nằm đây quý vị này. Đây. Ui, rất là nhiều chè đây. À, trái cây có bột lọc, cũng có đậu váng, rồi đậu đỏ, đậu xanh, cũng là nhiều loại đậu á. Chè hẻm gia truyền. Rồi quý vị, là dọc này người ta bán đồ trang trí này, phần lớn là các cái móc khóa. Nhìn lên cầu Trường Tiền thì cái này, đây là phía bên dưới này. À, bên kia quý vị thấy là chai hàm, bên này là chai Huế này, đúng không? Dạ. Người ta ngồi ăn trống quý vị này, đây quý vị thấy bà con ngồi ăn còn khá nhiều rồi chứ. Quán này người ta ngồi ăn nhiều này. Sau vậy bên kia thì quán này người ta ăn nhiều hơn, chắc là người ta ăn ngon hơn đấy. Thôi hẹn quý vị khi nào chúng ta ghé ăn thôi, bây giờ đi quay cái đó. Rồi tiếp theo quý vị thấy bên này người ta còn bán đồ ăn, rồi đây đồ trang sức cũng có, rồi làm những cái nghệ thuật điêu khắc cũng có. Chúng ta đang đi về cái hướng này là hướng tiến về cầu mới đó quý vị. Rồi ta nhìn anh vẽ thì xuống. Bên đây cũng có vẻ nữa quý vị. Chúng ta nhìn lại cầu Trường Tiền phía thượng nguồn thì quý vị nhé, hướng nhìn theo chiều dòng chảy. Quý vị thấy bên cái lề đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, bà con cũng đang ngồi bên dòng sông Hương thư giãn.
cà phê, uống nước, thậm chí là làm vài lon bia. Vừa rồi chúng ta thấy một cái tượng người đó quý vị. Người ta đứng bất động rất là lâu, công nhận là giỏi. Chắc là có cái cách luyện công như thế nào đấy. Đây, quý vị thấy ngoài cảnh rộn ràng thì có nhiều người bạn bè này, người ta tâm sự này, này. Trên kia còn một loạt cái gian nhà rương luôn quý vị. Đây, ở đây quý vị thấy còn có cái nhà rương cùng trưng bày đây. Handmade Center, một số cái gian hàng người ta đóng cửa. Đến cái nhà này quý vị thấy người ta treo đèn bên ngoài nhìn rất là hoành tráng đúng không? Video cũng khá dài quý vị, cả lại là mình xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video và cũng mong quý vị không quên ủng hộ với cái sự cố gắng chuyển đến các cái nạn quý vị về Huế cho quý vị ha. Rồi có thể là xin quý vị lại một nút like, đăng ký subscribe. Một cái comment ở dưới video quý vị, nếu thấy có những người thân muốn nhìn ngắm về Huế thì quý vị có thể là share đến cho bà con cùng xem quý vị nha. Vâng, xin cảm ơn quý vị theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.